Xin chào quý vị trở lại chương trình Trực Chuyện TV Nói đến cộng đồng chống cộng ở Nam California Đó là chuyện rất là nhiều tập Hay còn gọi là chuyện dài nhân dân tự vệ Cái chuyện một nghìn lẻ một đêm Nói hoài không hết chuyện Và nhiều bạn đã đặt ra câu hỏi rằng Là cộng đồng chống cộng ở cái vùng quận Cam Cái vùng gọi là Lý Đô Sài Gòn Hiện giờ đang đi đến đâu Có còn cực đoan nữa hay không Hay làm đã bắt đầu quay đầu Hay là bắt đầu là thỏa hiệp với Cộng sản hay là chuẩn bị để mà đầu hàng cộng sản hay là họ chỉ là à, chuyển hướng theo cái kiểu gọi là chống cộng bằng mồm, chống cộng bằng phiếm và nó còn chia ra bao nhiêu các cái phe, những cái phe là xung phong ở ngoài làm mặt trận mặt trận ở đây là đi ra xuống đường để biểu tình. Còn những um, cái kẻ khác thì à, lại ngồi ở trong một cái góc nào đó để mà chỉ là chửi cộng sản thôi để mà kiếm cơm ở trên mạng xã hội, ở trên các cái kênh YouTube hoặc là quyên tiền để mà kiếm cơm thì nói chung thì có nhiều cái nhận xét và nhiều cái sự đánh giá đánh giá về cái cộng đồng chống cộng cái cộng đồng mà ở cái vùng nam california thì đúng là bây giờ nó rất là sôi động và nó cũng rất là sôi động nữa bởi vì nó nhiều mảng nhiều miếng nó trộn lẫn và đen xen với nhau chúng ta không ngoại trừ các cái trường hợp là có những người là họ thù hàng cộng sản thật họ có những cái sự mà họ ác cảm đối với cái chính quyền cũ và họ vẫn mang cái sự mà thù hằn đó và đến bây giờ họ vẫn cứ nhắc nhớ hoài về những cái chuyện như vậy nhưng mà ngược lại thì cũng có những kẻ họ lợi dụng vào cái việc chống cộng họ hô hào chống cộng họ khoác áo cờ vàng để mà họ trục lợi cũng có thể là có những cái chuyện đó đang xảy ra thì hôm nay chúng ta không có muốn đi sâu vào những cái khía cạnh nội dung của cái vấn đề mà chống cộng cụi hay là chống cộng không cụi chúng ta chỉ muốn nói rằng làm cái xu hướng chống cộng hiện giờ ở cái vùng Nam California đã đang đi đến đâu thông qua một cái hiện tượng đó là cách đây khoảng chừng 10 ngày thì có một cái tổ chức mang tên là cái tổ chức Liên Minh Dân tộc Việt Nam cái tổ chức Liên Minh Dân tộc Việt Nam đó tiền thân là được hình thành bởi cái tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh Ông Nguyễn Hữu Chánh thì là một tên tuổi có thể nói rằng nhiều người trong chúng ta đã biết, nhất là trong Việt Nam những người mà tham hay để ý về các cái sinh hoạt đấu tranh hay là chống cộng gì hay là cộng đồng mà cờ vàng ở bên hải ngoại thì cũng biết. Và những người ở hải ngoại mà có quan tâm đến những cái công chuyện của xảy ra cách đây mấy chục năm thì ai cũng biết ông Nguyễn Hữu Chánh bởi vì ông nguyễn hữu chánh trước đây có thành lập nên một cái tổ chức mang tên là chính phủ quốc gia việt nam lâm thời quốc gia việt nam và cái tổ chức đó thu hút khá nhiều người những người mà cụ quân nhân của cái chính quyền cũ của cái chế độ cũ và ông nguyễn hữu chánh là một cái tên tuổi đã được đưa vào cái coi như là bị chính quyền của việt nam đưa vào cái danh sách bị đen và nhiều người trong cái tổ chức của ông ta bị tố cáo hay đúng hơn phải ra tòa để mà nhận án. Thì um, vừa rồi đó khi mà cái tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam, cái tổ chức được cho rằng của ông Nguyễn Hữu Chánh. Cái tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh thì trước đây là đấu tranh chống cộng sản mà chống cộng theo cái hướng gọi là sự dụng vũ trang. Khi mà những năm 2000 đó thì ông Nguyễn Hữu Chánh um, thường hay nói rằng là có những cái lực lượng ở phía bên um, biên giới ở bên mặt trận và thậm chí rằng có nhiều cái hoạt động khác nữa ở trong Việt Nam và sau này thì cũng có một cái nhân vật mang tên là Nguyễn Đức Văn thì hay là võ Đức Văn chứ võ Đức Văn thì cũng là một cái người nằm trong cái tổ chức liên minh dân tộc Việt Nam vừa rồi thì trong cái tổ chức đó thì ông võ Đức Văn hiện giờ là một cái thành viên tuy nhiên thì cách đây không lâu hình như năm 2000 lẻ mấy đó đúng tôi nhớ hình như là ba gì đó thì ông võ đức văn đã có bị vướng một cái bản án ở phía bên nam thái lan khi mà ông ta có một cái hành động ràm ném bơm hay là đặt bơm gì đó vào tòa đại sứ của việt nam ở bên thái lan nhưng mà cái quả bơm đó hay là cái mìn đó thì nó không có nổ sau đó thì cũng đã bị tuyên án và có những cái phong trào À, kêu gọi để mà thả ông võ đức văn còn đối với um, ông nguyễn hữu chánh thì cũng đã từng bị câu lưu ở phía bên nam um, nam hàng trong một thời gian cũng khá dài và khi đó thì uh, các con của ông nguyễn hữu chánh cũng như là những người thân của ông nguyễn hữu chánh những người trong cái tổ chức ông nguyễn hữu chánh cũng đã tổ chức những cái cuộc vận động để mà kêu gọi đồng hương lên tiếng uh, uh, và để mà kêu gọi đến chính quyền của nam hàng mà thả um, ông nguyễn hữu chánh bởi vì trong cái thời điểm đó, đó thì Việt Nam cũng um, có những cái thông tin nói rằng chính quyền của Việt Nam đang muốn là um, coi như dẫn độ ông Nguyễn Hữu Chánh về Việt Nam người ta lại đồn thổi như vậy và nếu mà dẫn độ về Việt Nam thì dĩ nhiên ông Nguyễn Hữu Chánh có thể là bị phạm vào các cái tội lật đổ chính quyền hay là tổ chức khủng bố những cái tội tội mà rất là kinh khủng cho nên um, người ta đã vận động để mà chống lại cái lệnh dẫn độ đó nhưng mà chúng chúng ta cũng biết được rằng là những năm 2004, 05, 06 gì đó thì những cái lúc đó thì có thể nói rằng một cái luật mà hợp tác về cái vấn đề mà tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với Nam Hàn lúc đó cũng chưa có mà gọi là hoàn thiện. Cho nên là nó cũng dừng lại. Nhưng mà thời điểm này đó thì giữa Việt Nam với Nam Hàn đã có rồi những cái hiệp định gọi là dẫn độ là có rồi. Cho nên những người Mỹ gốc Việt mà nếu phạm tội của Việt Nam mà đi đến Nam Hàn vẫn có thể bị trục xuất hoàn toàn, vẫn có thể bị dẫn độ uh, hoàn toàn. Đó là cái sự ký kết giữa Việt Nam với um, với Nam Hàn nó hoàn toàn nó khác với thời điểm trước đây. Thì uh, bây giờ trở vào cái nội dung chính đó, thì chúng ta thấy rằng trong cái tổ chức gọi là Liên minh dân tộc Việt Nam. Cái tổ chức này đó thì uh, Chúng ta đã thấy là đây là những hình ảnh chụp trong cái liên minh dân tộc Việt Nam Cái buổi lễ được diễn ra vào ngày hình như là ngày 5 tháng 2 năm 2023 Và cái thông điệp đưa ra rất là rõ ràng rằng Việt Nam phải có bầu cử tự do Và Việt Nam đó thì phải um, coi như là phải um, Coi như là cái gì? Việt Nam phải bầu cử tự do Việt Nam là tự do dân chủ thịnh vượng Và trong rất là nhiều các cái chủ đề chúng ta thấy rằng á thậm chí nói là việt nam phải có đa nguyên nữa, phải có đa đảng nữa, đó những cái thông điệp đưa lên cũng khá nhiều và tụ trung hôm rồi đó thì khi mà ông ngam ông đứng đầu gọi là thủ lĩnh của cái liên minh dân tộc này là cái người mà chúng ta thấy người đứng bên bên trái của cái màn hình nếu mà nhìn từ bên ngoài vào đó thì cái người đứng bên phải là ông trí tạ là cái người mà trước đây làm Um, coi như là thị trưởng của thành phố Westminster thì trong cái buổi um, họp này cũng có khá có một vài những cái dân cử có đến để mà tham dự trong đây và ông um, gọi là v Vũ Đức Khanh đó thì cái ông này đã tuyên bố và trả lời trên một vài các cái kênh YouTube ở trong cái cộng đồng và um, nói rằng cái thông điệp rất là rõ ràng chính chúng tôi khi mà nghe ông Vũ Đức Văn Vũ Đức Khanh đã trả lời ở trên ngay tại cái buổi họp ngày 5 tháng 2 năm 2023 thì ông ta cũng nói rất là rõ là theo cái hướng hòa hợp và giải không có cái đối thoại với Cộng sản Ê, không có mà đối đầu với Cộng sản, không có vũ trang, không có kêu gọi thù hận và cũng không có kêu gọi lật đổ Cộng sản mà chỉ kêu gọi rằng phải đối thoại là phải hòa hợp đó, cái kiểu giống như vậy và cũng nói nhiều về vấn đề là phải có bầu cử tự do để mà tự ra ứng cử và hỏi rằng là những cái công dân Việt Nam hay là họ ông ta muốn đấu tranh theo cái hướng là tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam thí dụ như dẫn chứng là hiến pháp của Việt Nam cho nói rồi cái điều 4 chẳng hạn rồi nói về những cái quyền tự do bầu cử, những cái quyền tự do hội họp, những cái quyền um, gọi là quyền công dân đó thì nói rằng là những cái quyền đó cho nên là khuyến khích cho những người dân ra để mà ứng cử. Thì um, chúng tôi cũng không muốn đi sâu vào các cái nội dung hay là các cái đường hướng của ông um, Vũ Đức Khanh, một cái luật sư ở phía bên Canada. Vũ Đức Khanh thì chắc có lẽ là các bạn cũng đã biết nhiều rồi, có nhiều bạn thì nếu mà chưa biết đó thì um, chúng tôi cũng xin giới thiệu một cái trang Facebook của ông Vũ Đức Khanh gọi là Khanh Pyram King Vu Đức thì uh, trong đây là cái trang này thì uh, ông uh, Vũ Đức Khanh cũng có nói um, khá nhiều có những cái sự chia sẻ đây là những hình ảnh ha, liên minh dân tộc Việt Nam tự do dân chủ thịnh vượng gì đó và cũng có chụp cái hình uh, những cái link hình như là của Phố Minh Sa TV uh, quay vào cái ngày um, hình như là ngày năm đó và um, có những cái chia sẻ như là buông đau thành Phật ai về trong lòng dân tộc dân thương ai dân dân lo ai ngoan cố sẽ bị đền tội khi giờ lịch sử đã điểm kinh khủng chúng ta thấy rằng đây là cái em cái hình của liên minh dân tộc Việt Nam tự do dân chủ thịnh vượng và cũng đưa ra khá nhiều các cái lời tuyên bố trong đó thì giống như đến cho chính trường của Việt Nam rồi sẽ ra sao nếu Quốc hội Việt Nam tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử tự do tức nghĩa là ông này và cái tổ chức uh, của liên minh dân tộc Việt Nam đó thì rất là mong muốn cho Việt Nam là có bầu cử tự do rồi đây có một cái chia sẻ là ông trí tạ một trong 80 vị um, dân biểu của tiểu bang California Hoa Kỳ và luật sư uh, Vũ Đức Khanh Tân tổng thư ký Liên minh dân tộc Việt Nam tại hội trường thành phố Westminster vào ngày 5 tháng 2, đúng là ngày 5 tháng 2 Và bầu cử tự do Việt Nam là nhân quyền Là dân quyền Và phải ưu tiên của tất cả chúng ta Thì tất cả những cái điều này Và sau đó, đó thì ông Vũ Đức Khanh cũng có trả lời trên một cái trang Facebook khác Hay là đúng hơn là một trang ngâm Một cái anh Youtuber khác ở trong cái khu vực Và cũng nói rõ hơn nữa Về cái quan điểm của mình là khi mà đến cái cộng đồng Việt Nam ở tại uh, Nam California và ngay tại cái hội trường của thành phố Westminster tức là cái trung tâm của thủ phủ tị nạn Cộng sản cái trung tâm gọi là chống cộng triệt để ở cái vùng gọi là Lý Đô Sài Gòn hồi trước đó giờ các cái tổ chức mà chống cộng ở nơi đây đó hay gọi là tổ chức mà chống cộng khét tiếng tổ chức mà những người ở trong Việt Nam hay là những người mà họ yêu nước yêu chế độ Việt Nam thì người ta nói rằng đó là những cái tổ chức cực đoan chống cộng mù quáng chống cộng điên cuồng chống cộng mà coi như là hết mình đó thì họ không bao giờ họ chấp nhận rằng là có cái sự hòa hợp và giải và không có cái sự mà coi như là liên kết hay là gọi là nói chuyện gì đó cộng sản hết hay là không có một cái chuyện mà gọi là đối thoại gì cả trong khi đó thì ông Vũ Đức Khanh trong cái buổi mà diễn ra vào ngày 5 tháng 2 năm 2023 vừa qua thì ở phía dưới cử tọa chúng ta thấy rằng có ông ông Nam coi như là Nguyễn Hữu Chánh Nguyễn Hữu Chánh là một cái người đã từng sáng lập ra cái tổ chức này mặc dù là hiện giờ ông Nguyễn Hữu Chánh không có được giới thiệu rằng nằm trong cái thành phần gọi là ban lãnh đạo của cái liên minh đó nhưng ai cũng biết được rằng là cái thế lực của ông Nguyễn Hữu Chánh hay nói đúng hơn là ông Nguyễn Hữu Chánh mới là thực chất có người có thể là bị gặp, coi như là có thể là uh, lèo lái hoặc là có um, một cái sức mạnh uh, lên cái tổ chức này. Thì um, đó là những cái sự nhận định thôi. Trong mấy ngày vừa qua đã có những cái sự nhận định như vậy. Tuy nhiên uh, thì chúng ta thấy về cái mặt nổi. Cái mặt nổi ở đây là vì sao một cái tổ chức có liên quan đến cái tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh trước đây thì um, lại là đối đầu theo cái hướng là sử dụng là sức mạnh hay nó đúng hơn là sử dụng cái vũ trang nhưng mà bây giờ thì lại đổi hướng ông nguyễn hữu chánh hay không trực tiếp nói như vậy nhưng mà thông qua cái liên minh dân tộc việt nam cái tổ chức đó do chính ông ta thành lập và thông qua một cái người khác mà gọi là ông vũ đức khanh ông vũ đức khanh là một cái tên tuổi không có xa lạ đối với cái cộng đồng mạng những người gọi là hoạt động dân chủ hay là những người mà quan tâm đến những cái chuyện mà những cái hoạt náo dân chủ ở trên mạng xã hội trong nhiều năm vừa qua thậm chí là hàng thập kỷ hơn một thập kỷ vừa qua đó thì ông Vũ Đức Khanh thường hay trả lời ở trên một vài các cái tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại những cái tờ báo mà Việt Nam cho rằng không có thân thiện với Việt Nam và hay chỉ trích và hay xỉa xói những cái vấn đề của Việt Nam trong đó có những cái vấn đề thì nó là đúng nhưng mà có những vấn đề là bị kết luận rằng thiếu hiểu biết hoặc là nó thiếu các cái cơ sở hoặc là mang tính chất quy chụp hoặc là mang tính chất là suy luận, suy diễn theo cái kiểu là nó không dựa trên một cái cơ sở khoa học. À, trong những cái điều mà ông Vũ Đức Khanh mà nói mà suy diễn hay là đưa ra những cái lý lẽ mà có lợi cho phía bên chính quyền của Việt Nam. Thì cũng bị chỉ trích nói rằng là ông này là đấu tranh dân chủ cụi. Ông này là thân với cộng sản. Hay là ông này là quân xanh quân đỏ của cái chính quyền Việt Nam. Thì tất cả những cái điều đó trong nhiều năm vừa qua chúng ta đã từng nghe. Tuy nhiên á thì hôm nay chúng ta chỉ nói ngắn một cái điều là tại sao tại cái cộng đồng việt nam cái cộng đồng gọi là chống cộng triệt để cái trọng cộng đồng mà như ông phan kỳ Nhân nói là lúc nào cũng vậy là phải phân định rõ cái lằn ranh quốc cộng và hàng loạt những cái tổ chức ở nơi đây thí dụ như thành phố westminster là một cái thành phố có ít nhất đã ra hai cái nghị quyết hai cái, cái, cái cái một hai cái mà gọi là cấm cửa đó họ dùng cái từ gọi là cấm cửa nhưng mà thật ra thì phải nói là họ không có quan ngên thôi hay nói đúng hơn là không thể nào mà ra một cái lệnh mà trái với cái lệnh của tiểu bang hay là cái lệnh của liên bang được bởi vì liên bang với tiểu bang không thể cấm người ta không thể cấm cộng sản mà thậm chí người ta còn hợp tác với cộng sản cho nên là những cái đại sứ hay là lãnh sự hay là các cái cơ quan đại diện của Việt Nam mà được phép hoạt động ở trong cái nước Mỹ đó thì không có thể là một cái thành phố nào mà có thể ra cái lệnh mà cấm ngược lại. Chỉ có cái là người ta người ta không có quan ngân thôi và người ta không chịu trách nhiệm khi mà nếu mà mà đến mà kiểu như là cờ cờ rung trống duỗi gì đó thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cộng đồng và người ta có thể là quy định là à, trước khi đến thì anh phải báo cho chúng tôi biết một trước một cái À, chỉ là như vậy thôi. Chỉ um, chứ thật ra đó hoặc là họ dinh danh cờ vàng thì cái chuyện dinh danh cờ vàng này nó không có liên quan tới cái chuyện này. Chúng ta chỉ muốn nói là vấn đề chống cộng thôi. Ý là đó là cái thành phố westminster là một cái thành phố mà người ta muốn xây dựng một cái ấp chiến lược, ấp chiến lược ít nhất là trong cái vùng thành phố westminster và nói rộng hơn và nhiều cái dân cử um, gọi là dân cử cờ vàng ở trong cái khu vực. Thì thật ra các dân cử mà gốc việt ở trong ngâm um, cái khu vực lý đô sài gòn Hồi trước đến giờ mà đắc cử được thì lúc nào cũng quấn cờ vàng, lúc nào cũng đem cờ vàng ra, lúc nào cũng nói là chống cộng, để mà chi? Bởi vì họ biết là những người Mỹ mà gốc Việt ở trong cái khu vực này là những người trước đây ra đi theo cái diện là có liên quan đến cái chế độ cũ, có liên quan đến ngâm Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là họ muốn tranh thủ cái lá phiếu của những người đó thì không có còn cách nào khác là phải quấn cờ vàng, là phải chửi cộng sản là phải làm như mình là cái người quốc gia và rất là triệt để để mà chống cộng sản. Dĩ nhiên là họ có thể nói bằng miệng thôi, chúng ta cũng không biết được rằng là họ có hoạt động hay không, nhưng mà thấy là nên qua những cái lời nói đó thì họ nói rất là dữ dằn. Thì đối với thành phố Westminster và ngay cả những cái thành phố nằm trong cái vùng lý đô Sài Gòn thì họ lại muốn xây dựng một áp chiến lược nó rộng hơn và nói rằng cái khu áp chiến lược đó đó là chỉ có dành cho là cờ vàng chỉ dành cho những um, gọi là những người có căn cước tiện nạn cộng sản họ không có muốn cho cộng sản để mà đi vào trong cái khu vực này nghĩa là một cái điều rất là triệt để và cũng không có cái chuyện gọi là hòa hợp và giải thì um, trong những cái lần trước đây khi mà những cái cuộc bầu những cái cuộc mà biểu tình á biểu tình kể cả là cái cuộc biểu tình nào đối với việc face tv hay là những cái cuộc biểu tình mà nói là những cái làng sống làm ăn với chính quyền của việt nam có lúc người ta có nói là tẩy chai luôn hàng hóa của việt nam tẩy chai hàng hóa của tàu cộng tẩy trang hàng hóa của việt cộng gì đó đủ thứ chuyện hết à, rồi à, những cái sự mà trước kia nữa thì họ đấu tranh là không cho làm ăn không cho buôn bán và thậm chí là kêu gọi đừng đi về việt nam nghĩa là muốn nói rằng cái cộng đồng này đó nó đi từ cái chỗ rất là quá khích, rất là cực đoan. Nhưng mà đến bây giờ thì trong cái vùng Lý Đô Sài Gòn chúng ta thấy rằng nó hàng hóa Việt Nam đầy ngốc. Và những cái đài truyền hình mà ở trong cái khu vực thì gần như họ phát những cái chương trình của các cái chương trình truyền hình ở trong Việt Nam. Thậm chí có sự hợp tác luôn với những cái đài truyền hình ở trong Việt Nam. Thí dụ như Việt Face TV, đã từng bị tố cáo rằng là kết hợp chặt chẽ với đài truyền hình vĩnh long theo như cái sự mà biểu tình của ông phan kỳ Nhân và nhiều cái thông điệp của những người biểu tình trong cái lần đó họ đã đưa ra như vậy và hiện giờ đó thì nhiều nhà đầu tư của việt nam đã đi sang hoa kỳ và thậm chí họ đầu tư ngay trong cái vùng lý đô sài gòn họ đã làm ăn rất là nhiều thì um, chính vì vậy có lẽ nói rằng cái phong trào chống cộng hiện giờ nó đang loãng đi rất là nhiều rồi và vừa rồi thì chúng ta thấy là hôm tết đó cũng có nhiều khu vực ở trong cái ngay cả cái đường bô sa đã không có cái lá cờ vàng người ta đã không còn à, muốn treo cái lá cờ vàng hay là vì cái lý do họ phải làm ăn với cái chính quyền của việt nam ngay cả như phước độc thọ cũng không có lá cờ vàng mà đến thời điểm hiện nay đó thì những cái tổ chức mà dỗ ngực sinh tên nằm um, chống cộng rất là dữ dội thì họ vẫn chưa lên tiếng họ vẫn chưa có nói gì về những cái vấn đề như thế này thì trở lại những cái lời tuyên bố của ông ông vũ đức khanh thì chúng ta thấy rằng ông vũ đức khanh á thì ông ta muốn nói là hợp tác với chính quyền của việt nam hay nói đúng hơn là họ đối thoại và cũng đã từng đã trả lời rằng đã từng về việt nam hình như là năm 2000 lẻ mấy đó để mà làm việc ở trong việt nam thì không biết là làm việc gì và cũng đã biết việt nam và bây giờ thì ông ta muốn là, là dính vào các cái luật pháp của việt nam để mà cổ xí hay là muốn ủng hộ cho những cái vấn đề gọi là dân chủ nhân quyền và thịnh vượng của Việt Nam thì nói về cái điều này đó thì chúng tôi thấy lạ một cái điều đó là cái cộng đồng và chống cộng hồi trước bây giờ thì họ nói rằng ở Việt Nam là không có luật pháp Việt Nam là luật rừng và cái chính quyền của Cộng sản là không có tin được làm gì mà có thể nói rằng là là luật pháp ở đây nhưng mà khổ thật là khi mà ông Vũ Đức Khanh một cái người đứng đầu cái tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam mà lại nói những cái điều này rất là công khai và cũng như là đang dẫn dụ những cái dư luận và những cái người mà lại là cơ vàng để mà đi theo những cái đường hướng như vậy. Thì có bạn đặt ra cái câu hỏi là có phải là hiện giờ cái cộng đồng gọi là chống cộng cực đoan ở tại cái vùng lý đô Sài Gòn không còn nữa hay không? Hay là đây là một cái xu thế chung? thì có những cái nhận định nói rằng đó là một cái xu thế chung và xu thế này là gần như không có đảo lại được thí dụ như là ngay cả trên cái trang nhà của ông Vũ Đức Khanh á thì cũng có đăng khá nhiều những cái dòng chia sẻ có những cái chia sẻ thì chúng ta thấy cũng rất là vui khi mà ông Vũ Đức Khanh đưa ra chẳng hạn thí dụ như là ông Vũ Đức Khanh nói đây chúng ta thấy rằng trên cái trang nhà của ông ta đây một nước Việt Nam dân chủ và thịnh vượng đóng vai trò là quan trọng trong cái việc mà duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng ở khu vực và Ấn Độ Dương Thái Bình Dương chúng ta đều mong rằng các cái lực lượng chính trị ở Việt Nam sẽ tìm ra giải pháp cùng có lợi vì lợi ích của nhân dân Việt Nam khu vực và thế giới ừ, rồi trong đây có một cái cái dòng chúng ta thấy rằng có một cái chia sẻ và cái chia sẻ này chúng ta nhìn kỹ lại thì nói rằng là đối với vấn đề dân chủ hóa việt nam lâu nay người việt hải ngoại có cách nghĩ um, nói đúng cách nghĩ đúng nói đúng đó nhưng mà rất tiếc họ cách làm sai họ có cách làm sai vì vậy họ bị thất bại là điều có thể dễ hiểu thì chúng ta thấy rằng um, có lẽ là đây là một cái ý một cái sự bình luận mà mang tính chất á. cái hình ở bên dưới là cái hình của ông uh, ông Vũ Đức Khanh Vũ Khanh hiện giờ là thủ lĩnh của cái liên minh dân tộc Việt Nam là đứng trước một cái chỗ này là cái cái phòng họp của thành như lực nằm trong cái khuôn viên của cái thành phố Westminster chúng ta thấy rất là rõ và với cái dòng chia sẻ như thế này là muốn nói rằng là lâu nay người Việt ở hải ngoại đó ý muốn nói là các bác cờ vàng mấy chú cờ vàng những cái người mà đã từng chống cộng và gọi là cực đoan trước đây thì có cái cách đúng có cách nghĩ đúng và nhưng mà rất tiếc là họ làm sai họ làm không có đúng và vì vậy là họ thất bại là điều dễ hiểu tức nghĩa rằng mấy chú mấy bác làm không có đúng gì hết bây giờ có lẽ là mấy cháu mới làm đúng đây chúng tôi mới là làm đúng đây chúng tôi phải đi hòa hợp với cộng sản chúng tôi phải đi đối thoại với cộng sản chúng tôi phải tôn trọng luật pháp của cộng sản và chúng tôi phải um, thực hiện theo cái luật pháp của cộng sản để mà sinh ra ứng cử để mà để cho một cái đất nước nó có thay đổi về các vấn đề về dân chủ hay cái màu sắc mà chúng tôi nghĩ rằng như vậy nó mà là đúng như vậy mới là thịnh vượng cho nên là mấy chú mấy bác những cái người mà trước đây đó chống cộng là nó không có đúng nữa rồi đó là cái điều mà rất có thể là nhiều khi đó trong cái sự mà bình luận của cái dòng đó nó, nó mang ý nghĩa như vậy thì à, chúng ta thấy rằng đó à, trong mấy ngày vừa qua mặc dù là cũng có một vài những cái bình luận của những người trong cái cộng đồng. Tuy nhiên thì người ta chỉ nói một vấn đề cũng bâng quơ thôi chứ họ không có đi sâu vào cái cái sự mà chỉ trích hay là những cái sự mà ủng hộ hay là không ủng hộ. Bởi vì sao? Họ cũng biết rằng là ở nơi cái vùng mà lý đô Sài Gòn thì có quá nhiều các cái tổ chức, có quá nhiều các cái đảng phái. Những cái đảng phái chính trị, đảng phái nào đó thì cũng hô hào rất là dữ dội, cũng nói rằng mình có thành viên rồi cũng đưa ra tuyên ngôn tuyên cáo rất là nhiều. Tuy nhiên đó thì họ cũng rất là ngại để mà đụng chạm với nhau. Họ cũng biết rằng là mình đụng tới họ thì mới mốt là họ đụng tới mình, cho nên là thôi bây giờ thì thôi ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm và mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy nói mà họ nói như vậy mà họ đâu có thu hút quần chúng được đâu. Họ cũng không thể nào mà để mà có thể là um, có thể mà vượt lên trên các cái tổ chức của mình, cho nên là thành ra những cái tổ chức khác họ cũng im luôn chính vì vậy đó cho nên là cái phong trào mà đấu tranh chống cộng hay là cái phong trào gọi là đấu tranh dân chủ càng lúc nó càng đi dần dần vào những cái củi. Củi ở cái chỗ là sao những cái tổ chức họ không có thống nhất về cái ý chí họ có thống nhất thống nhất về ngay cả cái chống cộng họ cũng không thống nhất nữa người thì nói rằng như vậy mới là chống cộng người thì nói như thế kia mà chống cộng người thì chống cộng theo kiểu quyên tiền người thì chỉ múa mai ở trên bàn phím thôi chỉ múa mai ở trên uh, những cái kênh mà youtube thôi và chống cái vụ này vụ khác là nó không chống vụ này nọ thì nó đi quyên tiền vụ ngâm um, rồi nó quyên tiền cái đó để sử dụng cho chuyện này sử dụng chuyện kia rồi um, nịnh hót nhóm này Đạp đổ đám kia rồi uh, nó tạo ra một sự loạn cào cào trên mạng xã hội nhóm thì cực đoan còn có nhóm thì uh, nói rằng là phải hòa hợp phải hòa giải rồi phải xin uh, um, về ở trong Việt Nam thì uh, chúng ta thấy rằng đó trong cái cộng đồng này Bây giờ nó nó đang loãng rồi. Cái cộng đồng mà gọi là ở vùng mà trước đây đó nhiều người mà gốc âm gọi là gốc Việt Nam Cộng hòa hay nói đúng hơn là những người mà chống cộng ở khắp nơi ở trên cái nước Mỹ, không chỉ là ở vùng Lý đô Sài Gòn. Thì khi mà họ nhìn vào những cái cuộc biểu tình chống Trần Trường ở cái vùng Lý đô Sài Gòn ngay trên cái phố Buôn Sa hồi những năm cách đây khoảng chừng 23 24 năm thì họ cứ nói rằng ở nơi đó là cái nơi chống cộng rất là dữ dằn chỉ cần nói hòa hợp với cộng sản thôi là cũng kinh hồn lắm người ta sẽ 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 phản ứng ngay lập tức chỉ cần một chút mà nói về cộng sản thôi tốt cho cộng sản là người ta chụp mũ ngay là nằm vùng hay là vấn đề là việc cộng hoặc là um, treo cờ đỏ hay là treo cờ ủng chí minh giống như trần trường sẽ biểu tình kéo dài mấy chục ngày và cái nơi đó là nơi chống cộng cực đoan vào đó chớ mà đùa được các thứ nhưng mà bây giờ chúng ta thấy đã khác rồi như là ông luật sư nguyễn đức vũ đức khanh đã đứng trước trên bục và còn trả lời trên phố bên sai tv trả lời trên một cái kênh um, youtube khác rồi um, còn uh, đưa ra những cái thông điệp ở trên uh, trang facebook của mình và không biết là ông ta có còn trả lời ở trong nữa không nhưng mà rõ ràng là nói rằng là trong lòng dân tộc gì đó rồi um, À, mẹ việt nam gì rồi cái dạng như là à, thực hiện um, theo um, hiến pháp của việt nam cộng hòa xã hội nghĩa việt nam rồi việt nam có phải ổn định về chính trị mới làm uh, thịnh vượng được trong khu vực uh, thái bình dương ấn độ dương nói lung tung hết chúng ta không có vạch ra về những cái sự mâu thuẫn hay là những cái phương hướng những cái đường những cái cách um, thức mà của cái tổ chức này họ um, họ nói là họ đấu tranh như thế nào đó sẽ là một cái đề tài khác hôm nay chứ tôi chỉ muốn nói rằng là trong cái cộng đồng mà chống cộng như thế này không biết tại sao này họ lại họ lại im lặng để cho một cái tổ chức mà trước đây họ hay nói là cái cách đó là cách cụi cách đó là cách không thể chấp nhận được cái cách mà à, hòa hợp với à, cộng sản hay là hòa giải với cộng sản hay là cách gọi là đối thoại với cộng sản như vậy thì nó hoàn toàn nó khác với cái cái cái, cái tiêu chí của cái ấp chiến lược Bosa hay là cái tiêu chí gọi là cái lằn ranh quốc cộng mà ông Phan Kỳ Nhân và những cái tổ chức của ông ta thường hay nói. Hoặc là, um, hay là vì um, cái tổ chức của Liên minh Dân tộc này bây giờ quá mạnh, có sự tham gia của quá nhiều người. Hay là người ta thấy bóng dáng của um, à, truyền thông hay là những cái sự ủng hộ gì đó của um, những cái thế lực nào mà người ta không có dám nói tới cái cách làm của ông Ngâm, Vũ Đức Khanh và cái tổ chức Liên minh Dân tộc hay là cái tổ chức của liên minh dân tộc đường hướng đó đường hướng đúng đường hướng đó là đường hướng tất yếu và đây là một cái xu thế chung của cái thời cuộc rồi bởi vì cũng có những ý kiến nói rằng bây giờ chống cộng sản chống cái gì nữa cộng sản giờ quá mạnh rồi chính quyền của việt nam làm ăn họ nói chuyện là nói chuyện với với mẹ mỹ thôi chứ cha mỹ tôi họ đâu có nói chuyện với cấp dưới cấp phường xã họ không có nói có cái tổ chức mà abc của những người việt họ đâu có thèm nói tới cho nên rằng À, bây giờ thì à, muốn um, có cái chỗ đứng, à, muốn xin một chút nhân chủ nhân quyền, muốn xin được một cái ghế hữu tiếu sau này, nhiều khi không biết được cái chính quyền Việt Nam họ có, um, có khi họ mở rộng ra họ cơ cấu cho một cái ghế gọi là hội đồng nhân dân phường xã gì đó trong Việt Nam, thì mình chui về mình có thể là kiếm được um, cũng thưởng được một chút gọi là cái danh um, thì có phải là như vậy hay không? thì uh, bây giờ không còn cách nào khác, vũ trang này không được mà nguyên tiền thì bây giờ cũng đã bị bể mánh quá trời rồi ở đâu mấy cái thùng tiền chính nghĩa nó mất hoài cho nên là bây giờ cũng khó để mà dụ dỗ những người khác mà lôi kéo đó thì những người mà thù hằng thì bây giờ lớn tuổi hết trơn đa phần là chống gậy với um, uống thuốc thôi uống thuốc mà đúng giờ đúng giấc không cũng đã là cả một vấn đề rồi cho nên là thời gian uh, sức khỏe đâu nữa mà đi tham gia các tổ chức còn cái đám trẻ thì thế hệ thứ hai thứ ba thì um, nhiều khi uh, nó nó phải lo cuộc sống lo vợ con chồng con chứ đâu có thời gian rảnh đâu để mà chống cộng thậm chí nó còn hợp tác với cộng sản để mà làm ăn nữa cho nên là thế hệ thứ hai thứ ba này không có trông chờ gì được chỉ có trông chờ vào một cái đám mà nó hơi múa mai nó lên trên mạng rồi nó chửi cộng sản nhưng mà cái đám mà nó tự xưng rằng là việt nam cộng hòa nhưng mà đa phần những cái đám đó khi mà chúng tôi soi soi sơ sơ đó thì thấy là đa phần là cái đám gọi là hậu vệ cuội Đó khi nó cũng không phải là cha mẹ ông bà cứu tổ gì nó liên quan tới cái việt nam cộng hòa cả nhưng mà nó chỉ vịnh vào thôi có một kẻ luôn đó nó ở trong Việt Nam mới sang um, Hoa Kỳ Canada trong vòng mới cái năm sáu năm nó lên mạng nó chửi cộng sản nó đứng ra nó quyên tiền nó bị người ta thưa kiện rồi nó đi xin tiền khắp đầu đường xóa chợ như vậy mà mấy cụ cũng nói, hay quá này nó chửi cộng sản giỏi quá rồi nó, nó giữ lửa nó tốt quá cho tiền nó rất là kinh khủng cái cộng đồng chống cộng càng lúc nó nó rất là quái đản và chính về những cái điều đó đó chúng ta thấy là cái phong trào chống cộng á, có những cái nhận định cho rằng nó không có còn mạnh nữa và cái xu thế tất yếu là phải hòa hợp thôi và cái cách của ông vũ đức khanh là cái cách đi tắt cái cách mà ông ta đón trước ông ta biết rằng là phải như vậy thôi chứ bây giờ chống cộng mà theo cái kiểu mà mà thực hiện các cái chiêu trò thì có lẽ là chỉ có đi tù À, nếu mà ngồi ở đây mà chống thì cũng không chẳng có quên quyên tiền được cũng chả có làm gì khác được và bây giờ cái việc mà thỏa hiệp hay là gọi là đối thoại hay là muốn xin một chút dân chủ nhân quyền hay là về việt nam để mà um, kêu gọi theo cái kiểu là ra ứng cử bầu cử tự do gì đó phải có bầu cử tự do gì đó một cái kiểu mơ hồ như vậy đó thì um, người ta nói rằng cái hướng đó là càng lúc mà đi đến đó và đi đến đó là chị cũng chưa phải là cái mục đích cái đó chỉ là bước điểm nó biết điểm để mà đi cái bước cuối cùng là đầu hàng hoàn toàn cộng sản tức nghĩa là sao là không còn chống cộng nữa bởi vì đến thời điểm như hiện giờ người ta cũng soi rằng là chống cộng cũng là sai bởi vì um, nếu mà mình chống về dân chủ nhân quyền đó mà nhằm mục đích gì khi mà đăng lên là đa nguyên đa đảng đi đăng lên là thó bỏ độc tài xóa bỏ um, cái đảng cộng sản hay vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản thì như vậy thì căn cứ theo luật hình sự của Việt Nam thì nó cũng sai luôn à, bởi vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền chỉ có cái mục đích nhằm lật đổ chính quyền thôi thì những người tham gia vào những cái tổ chức đó là người ta hoàn toàn có thể khởi tố và truy tố và người ta đem mà tòa người ta nhận ngay mấy cái bản án thôi đó là cái điều rất là rõ ràng cho nên những cái nhận định nói rằng là cái bước gọi là đấu tranh theo cái hướng là hòa hợp và giải sinh tiến nhân quyền để rồi cuối cùng đi vào cái hướng gọi là đầu hàng hoàn toàn và cái những cái hướng hướng đó hay là cái kết quả mà gọi là thiệp hoàn toàn đó là một cái xu thế chung rồi một cái xu thế tất yếu của thời đại một cái điều mà bắt buộc nó phải tới có phải là như vậy hay không và chúng ta sẽ tiếp tục để mà theo dõi trong những cái ngày tới thì cái cộng đồng ở cái vùng lý đô sài gòn có những cái chuyện gì nó sôi động nữa hay không và và chúng ta sẽ đi vào những cái đề tài nó mang tính chi tiết tí hơn à, tuy nhiên thì có thể nói rằng ông Vũ Đức Khanh là một cái người được bơm thổi có những cái tổ chức ABC họ cũng bơm thổi họ nói ông này là nhà hoạt động nhà đấu tranh dân chủ nhà coi như là một cái luật sư thậm chí có lúc mà nói là luật sư dân chủ nhân quyền gì đó nhiều thứ rất là vui và chúng ta và vừa rồi thì ông ta cũng rất là thành công khi mà đến ngay cái thủ phủ tị nạn cộng sản thủ phủ chống cộng cực đoan và đã lớn tiếng để mà dạy dỗ cái cộng đồng chống cộng cực đoan này những cái đường hướng phải đấu tranh à, theo cái cách gọi là dân chủ theo cái cách gọi là thỏa thuận thỏa hiệp với cộng sản theo cái cách gọi là mở rộng vòng tay và theo cái cách gọi là quay đầu là bờ đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó rất là lạ và hôm nay thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây và sẽ trở lại quý vị trong chương trình tới xin kính chào